Cô xin chào cả nhà. Rồi, em có ba cái combo vui vẻ cho cả nhà nè. Một cái đồng hồ Casio với một cái combo đồng hồ thông minh tai nghe không dây mới 100% luôn, 830 bao ship nha cả nhà. Đó, đồng hồ Casio là đẹp keng nguyên hộp luôn. Đó, nguyên combo này nè, 830 bao ship nha. Đó. Full chức năng. Đó, full box luôn, 830 bao ship nha. Đó. Đây. Nhà kha hồ lựa nha, 830. Đó. 830 bao ship nha cả nhà. Đây. Casio hàng cổ sản xuất tại Nhật. Niền xoay 2 chiều nha. Con này là chạy cơ chế 3 kim với ô điện tử, có báo thức luôn. Dạ, quang sáng size 41 nha, chưa núm. Cả núm là 43. Có báo thức luôn cả nhà. Đó, lịch vạn niên luôn, em chưa chỉnh nha, báo thức nè, giờ song song, bấm giờ thể thao đó, em bán vui nha cả nhà. Đó, dây dù quân đội mới len keng luôn, đó là full box nha. Đó, cứ một cái đồng hồ Casio với một cái này là 830 bao ship nha. Đó, quá quá rẻ luôn, rẻ thúi luôn nè, Casio chính hãng luôn. Con này chạy cơ chế 2 kim với ô điện tử, có lưu danh bạ được luôn. Đèn nè, size của nó là 40 ngang nha. Đó, 40 41. Có đèn chuông 4 nút bấm với một nút bấm nữa là 5. Lịch vạn niên. Đó, hoặc giờ phút giây. Thứ ngày tháng hoặc giờ phút giây. Lưu danh bạ. Xem giờ thế giới. Báo thức nè. Có ba báo thức. Có báo thức lặp lại rồi báo tiếng luôn. Bấm giờ thể thao, điểm ngược thể thao, chỉnh kim. Đó, dạ quang học trò nha cả nhà, dạ quang học trò luôn. Đó, đèn. Đó, đèn bên trái bên phải ở dưới ở trên luôn, mặt hai lồng. Đó rồi, không thích mặt đen em có mặt trắng y chang như con hồi nãy luôn. Đây, lưu danh bạ nè, xem giờ thế giới nè, báo thức nè, có ba báo thức và một báo tiếng y chang chức năng như con nãy luôn nha. Điểm ngược thể thao, bấm giờ thể thao chỉnh kim. Có đèn luôn. À, đèn bên này đó. Có dạ quang luôn nha. Size con này là 40 đó. Dây cổ còn rất là đẹp, full chức năng nha cả nhà. Đó. Em bao ship nha. Đó, cứ một con Casio với một con đồng hồ vậy là 830, chuyển khoản full em bao ship nha. Đồng hồ thông minh. Kính sapphire bữa giờ em bán rất là chạy luôn cả nhà. Con này là mẫu mới năm 2023, vỏ thép luôn. Đó, có nút bấm bên trái là tập thể thao, nút này nút nguồn, còn nút này nút xoay vật lý và cũng là nút trở về. Đó, cảm ứng kết nối điện thoại này kia luôn nha, Android, iPhone gì nè. Có thêm tai nghe nữa nè cả nhà, tai nghe không dây, có cáp sạc đó, với cái là dây sơ cua nữa nè. Đó, có cáp sạc 500 luôn nha, nguyên hộp luôn nha cả nhà. Đây, App Store là Android, iPhone nè, Android nè, đó đầy đủ luôn. Đó, combo 830 bao ship nha, em mời cả nhà nha.